năm 966, Đinh Bộ Lĩnh bắt đầu cuộc dẹp loạn 12 sứ quân. Khi lực lượng còn non yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã về với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, Thái Bình. Sau đó khi lên thay, Đinh Bộ Lĩnh thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu, Hưng Yên về làm thân vệ tướng quân. Sau khi thế lực mạnh dần, Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh trung tâm triều đình. Đây chính là mầm mống cho sự loạn lạc thời bấy giờ. Đinh Bộ Lĩnh đem quân bao vây tiến đánh thành Cổ Loa, đánh dẹp tại thành Cổ Loa và đuổi các thế lực tranh lập khác khỏi kinh đô. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc là một sứ quân mạnh, có thành cao, hào sâu. Đỗ Cảnh Thạc là người trí dũng, mưu lược. Đinh Bộ Lĩnh phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào trại quyền. Bị mất cả thành lũy, đồn trại, lương thực, bèn bỏ thành chạy. Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành, Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên chết. Ngày 15 tháng 7 năm 967, Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh toàn quân đánh sứ quân Nguyễn Siêu chiếm lấy Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Trước sức mạnh của quân Hoa Lư, Nguyễn Siêu không chống nổi nên chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa vượt sông Hồng tìm viện binh. Tuy nhiên gần tới bờ Bắc, gặp gió lớn, thuyền bị đắm. Đinh Bộ Lĩnh biết tin cho toàn quân bao vây lập tức tấn công thành, cho đạo quân đuổi đánh Nguyễn Siêu. Nguyễn Siêu bỏ chạy và tử trận, sứ quân Nguyễn Siêu tan rã. Nguyễn Thủ Tiệp sau khi chiếm toàn bộ Vũ Ninh, tự xưng là Vũ Ninh Vương. Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân tiến đánh bao vây thành. Nguyễn Thủ Tiệp không chống nổi, bỏ thành chạy, sau đó bị bắt và xử tội chết. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái. Nguyễn Khoan chống không nổi, thua và tử trận. Kiều Công Hãn là những quyền thần nhà Ngô trước đây nhưng lại trực tiếp tranh giành ngôi vua. Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh, Kiều Công Hãn thua chạy, đem quân xuống phía Nam với ý định hợp sức với Ngô Xương Xí. Khi đến thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong, Nam Trực, Nam Định, bị một hào sưởng địa phương là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh. Kiều Công Hãn bị thương, chạy đến Lũng Kiều thì mất. Sứ quân Kiều Thuận tại thành Hồi Hồ bị Đinh Bộ Lĩnh bao vây, chống không nổi, Kiều Thuận đành vượt sông Hồng, chạy sang thành Mè kết hợp với Ma Xuân Trường chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh chiếm thành Mè, Kiều Thuận tử trận, Ma Xuân Trường chạy lên Yên Bái trốn thoát. Sứ quân Lý Khuê chiếm giữ vùng đất Luy Lâu, bờ nam sông Đuống, đặt căn cứ ở Siêu Loại, xã Bình Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh, Lý Khuê bị thua và mất ở làng Dương Xá, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Sang đầu năm 968, Đinh Bộ Lĩnh cho quân tiến đánh quân Lã Đường. Do khu vực này, khu vực chủ yếu là đầm lầy, nên Lã Đường chủ trương tản quân, đóng giữ chỗ hiểm yếu, rậm rạp vùng bùn lầy. Hễ quân Hoa Lư đi đông thì tránh, mà đi lẻ là chặn đánh, tạo thành vòng đai phòng thủ nhiều lớp. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lã Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Các tướng Đinh Bộ Lĩnh đánh sâu vào trung tâm, bắt được Lã Đường, xử tử, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang. Năm 968, quân đội của Đinh Bộ Lĩnh rất mạnh, đánh đâu thắng đó, nên gọi là Vạn Thắng Vương. Tại hai sứ quân Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Hà Nội, Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa, vốn là những hậu duệ nhà Ngô. Đinh Bộ Lĩnh không tiến đánh bằng quân đội mà cho hàng phục, thu phục loạn 12 sứ quân và thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh đã khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự, vừa thống nhất được Giang Sơn lại được lòng dân. Thắng lợi của Đinh Bộ Lĩnh là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, của tinh thần dân tộc và ý chí độc lập trong nhân dân. Việc khéo kết hợp dùng võ công và biện pháp chiêu hàng các sứ quân để sớm chấm dứt loạn 12 sứ quân là rất kịp thời.